Crypto và NFT luôn là một thị trường thu hút sự chú ý của rất nhiều người, cả những người tạo dựng nền tảng, những người sử dụng nó. Tất cả đều đến vì một mục tiêu duy nhất, kiếm tiền và thu lời. Logan Paul cũng không phải là ngoại lệ. Cựu YouTuber này quảng bá một tựa game NFT có tên là CryptoZoo tới đông đảo lượng fan theo dõi anh ta, khiến rất nhiều người cùng đầu tư vào nó. Sau rồi trò chơi đóng cửa, mang theo một khoản tiền lớn đi biệt tăm mà không rõ tung tích. Còn về phía Logan Paul, anh này phát ngôn, đội ngũ vận hành trò chơi coi đây là một thất bại, đóng cửa nó và mang loại mã nguồn đi. Tôi chẳng thể làm được gì cả. Mọi sự đều xảy ra từ cuối năm vừa rồi, nhưng mới gần đây, một YouTuber khác có tên là CoffeeZilla đã đăng một series 3 video điều tra và làm rõ vụ việc này, khiến Logan phải đăng một loạt video thanh minh. Vậy thì thực sự Logan Paul là ai? Tại sao lại có sự ảnh hưởng to lớn đến thế? Và đầu đuôi vụ lừa đảo này là gì? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết của tác giả Minh HD. Và trước khi bắt đầu, Spider Room có hai lưu ý nhỏ. Thứ nhất, đây là bài viết tổng hợp thông tin, chứ không phải là một bài trình bày quan điểm về Logan Paul. Thứ hai, bài này được thực hiện bởi một thành viên của website Spider Room nên nó không phản ánh quan điểm về nhân vật của chúng mình. Vì vậy, nếu có bất cứ ý kiến nào về bài viết, các bạn hãy chia sẻ cảm nghĩ trong phần bình luận bên dưới nha, để chúng ta có một cuộc thảo luận đa chiều và lịch sự. Còn bây giờ, vào việc thôi. Quay ngược lại quá khứ, vào khoảng 2014 đến 2015, đó là thời kỳ thịnh hành nhất của nền tảng chia sẻ video ngắn có tên là Vine. Có thể nói, Vine đặt nền móng phát triển cho các nền tảng thành công sau này. Đầu tiên là Snapchat, và sau này là TikTok, Facebook Reels và YouTube Shorts. Kèm theo đó là một loạt các nhà sáng tạo nội dung đạt tới đỉnh cao của sự nổi tiếng, bao gồm Rudy Mancuso, Lele Pons, King Back, Nash Greer và không thể thiếu được anh em Jake Paul và Logan Paul. Trong khi các nhà sáng tạo khác đã đạt được những thành công nhất định, anh em nhà Paul có vẻ không được thành công như thế. Cho tới khi Logan mới bước chân vào ngưỡng cửa đại học, cũng là lúc Vine thành xu thế. Sử dụng cùng một công thức đơn giản, tạo ra những clip ngắn mang tính hài hước trong vòng 6 giây, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và vô cùng thu hút. Logan Paul thu hút được lượng khán giả lớn, các video anh up lên cũng đạt tới mức hàng chục triệu lần loop. Vào năm 2015, anh được xếp hạng là một trong số 10 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trên Vine, với doanh thu quảng cáo tính riêng trên nền tảng này đã đạt tới hàng trăm ngàn đô. Dù vậy, Logan Paul có vẻ như là chưa tìm được thành công từ các lĩnh vực khác, nhất là khi Vine công bố đóng cửa ngừng hoạt động vào cuối năm 2016. Dù vậy, sự nổi tiếng của Logan đã đạt được từ Vine cũng giúp anh có thêm một chút vốn để hoạt động sang các nền tảng khác. Trong bài phỏng vấn với Insider vào năm 2015, Logan chia sẻ, "Tôi muốn trở thành cái tên lớn nhất trong ngành giải trí. Tôi sẽ làm bất cứ cái gì để khiến nó trở thành sự thực." Đặt một mục tiêu nhằm tới Hollywood, Logan Paul xuất hiện trong một vài TV series nhằm thể hiện khả năng mới của mình, nhưng hầu hết chỉ dừng lại ở những vai diễn khách mời. Trong thời điểm này, sự nghiệp của Paul mới chỉ dừng lại ở các đơn hàng quảng cáo và một vài dự án nhỏ trên YouTube như các series ngắn hay các MV tự làm. Nguyên nhân dẫn tới cú ngã ngựa này phần lớn đến từ vô số những rắc rối mà chàng trai trẻ này gây ra, như là việc đăng tải một video bắn một vài con chuột bằng súng điện khiến YouTube phải xử phạt anh chàng này vì ngược đãi động vật, hoặc phát hành bài hát Handlebars ám chỉ việc coi phụ nữ như công cụ thỏa mãn tình dục. Thậm chí, Logan còn làm giả cái chết của mình trước mắt rất nhiều fan, chủ yếu thuộc độ tuổi dưới vị thành niên. Nhưng không là gì so với vlog quay tại Nhật Bản. Do tính chất nhạy cảm của sự việc nên chúng mình sẽ không đề cập cụ thể. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy ghé qua bài viết gốc trên Spider Room nhé. Link sẽ được chúng mình đính kèm trong phần mô tả. Sự việc xảy ra tại Nhật Bản đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng, chỉ trích Logan Paul. Bên cạnh đó, những hành vi khác trong video đó được xã hội coi là không chuẩn mực. Nhiều cuộc kêu gọi tẩy chay, kêu gọi Logan Paul xóa kênh bắt đầu diễn ra, thu được 720.000 chữ ký ở trên change.org. Với áp lực dư luận lớn như vậy, Logan buộc phải gỡ bỏ video trên, kèm theo đó là một tâm thư xin lỗi trên Twitter cùng một video bày tỏ sự ăn năn trên YouTube, đồng thời kêu gọi fan không đứng ra bảo vệ và bênh vực những hành động sai trái của mình nữa. Vụ việc này ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp truyền thông của Logan Paul. Anh bị loại ra khỏi diện ưu tiên của Google, các dự án phim ngắn và các series cũng bị dừng lại. Thậm chí, hãng MGM còn hủy hẳn phim âm nhạc Valley Girl mà Paul thủ vai. Độ tăng trưởng về lượt xem và sub của anh cũng bị ảnh hưởng nặng nề như các bạn có thể thấy trên biểu đồ này. Logan Paul chia sẻ với đài TMZ, "Tôi đã học được bài học đắt giá, tin rằng mình đang nhận được thứ mình xứng đáng phải nhận và mình cũng muốn có một cơ hội thứ hai." Trong nỗ lực kiểm soát hậu quả, Logan Paul quyên góp 1 triệu đô cho các tổ chức ngăn chặn tự tử, 1/4 khoản đó được chuyển tới Tổng đài Hỗ trợ Quốc gia.
và khiến những vụ việc thế này không xảy ra thêm lần nào nữa. Quyết định này khá tác dụng bởi nó ảnh hưởng tới một vài hướng đi tới của Logan Paul trong tương lai, cựu quản lý marketing để giúp lấy lại hình ảnh của anh trước công chúng. Năm 2018, Logan cùng em trai là Jake Paul cùng tham gia một sự kiện boxing nghiệp dư. Trong đó, đối thủ của Logan Paul là một YouTuber khác có tên là KSI. Cả hai YouTuber cùng lên các kênh truyền thông cá nhân của mình và có những lời qua tiếng lại với nhau nhằm tăng sức ảnh hưởng của trận đấu. Chiến thuật truyền thông này phát huy hiệu quả khi sự kiện bán hết sạch 21.000 vé tại Manchester Arena, có sự theo dõi trực tiếp của 2,25 triệu người, trong đó 1,3 triệu lượt xem trả phí trên tất cả các nền tảng. Điều này đã biến sự kiện trở thành trận boxing không chuyên thành công nhất mọi thời đại về mặt doanh thu. Mặc dù Logan không thắng trong trận đấu này, nó vẫn là một màn ra mắt thành công trong cương vị là một võ sĩ. Trận đấu có tầm ảnh hưởng khá lớn với đại chúng và bắt được sự chú ý của các nhân vật cộm cán trong ngành này, bao gồm nhà quảng bá quyền Anh Eddie Hearn, các võ sĩ như là Floyd Mayweather, Tyson Fury, Amir Khan và Ricky Houghton. Tiếp nối thành công ấy, trận tái đấu của Logan và KSI vào năm 2019 đã được đẩy lên thành một trận đấu chuyên nghiệp, gặt hái thành công không thua gì trận đấu trước. Thậm chí, người ta có thể bắt gặp cả Justin Bieber, Wiz Khalifa và Post Malone trên cả khán đài. Cả KSI và Paul đều nhận được 900.000 đô theo hợp đồng của trận đấu, mặc dù theo nhiều nguồn tin, con số ấy phải lớn hơn rất nhiều. Có lẽ đã nhận ra công thức để mình có thể kiếm được sức ảnh hưởng truyền thông, kèm theo đó là tiền tươi chứ không còn bị phụ thuộc vào các nền tảng như YouTube. Logan tiếp tục có một trận đấu giao hữu với võ sĩ chuyên nghiệp Floyd Mayweather Jr., tiếp tục thu về 50 triệu đô lợi nhuận, trong đó bản thân Logan Paul cũng bỏ túi khoảng 10 triệu đô. Trận đấu kết thúc với kết quả hòa. Sau trận đấu, Logan có một vài lời khen ngợi tới đối thủ, thừa nhận Floyd là một tay đấm cừ khôi. Có lẽ anh đã không tung hết sức của mình bởi tôi có thể về nhà mà toàn thân còn nguyên vẹn. Được đứng trên sàn đấu và trở thành đối thủ của anh ấy là một niềm vinh hạnh đối với tôi. Sau những sự kiện thành công tầm cỡ như vậy, Logan Paul đã lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch viên thuộc công ty đồ vật giải trí WWE. Một hợp đồng 3 năm trị giá 15 triệu đô của Paul với WWE đã được ký kết và anh có màn ra mắt đầu tiên trong show SmackDown vào tháng 4 năm 2021. Có thể thấy rõ mục đích của WWE khi ngay lập tức Logan Paul được có mặt trong sự kiện thường niên lớn nhất của cả công ty trong năm đó, WrestleMania số 37. Dù được huấn luyện bởi các đồ vật chuyên nghiệp kỳ cựu bao gồm Drew Gulak, Shane Helms và đặc biệt là Shawn Michaels, tới nay Logan mới có 3 trận đấu thuộc khuôn khổ của WWE và kỹ năng đô vật của anh vẫn đang cải thiện dần theo thời gian, nhận được sự công nhận của giới chuyên môn và khán giả. Tuy nhiên, hợp đồng với WWE chỉ là một phần làm nên khối tài sản tương đối lớn của cựu YouTuber. Tính đến năm 2022, anh sở hữu khối tài sản có giá trị là 45 triệu đô. Trong đó, theo tạp chí của Forbes, anh chỉ kiếm 18 triệu từ YouTube. Các nhãn hàng như là HBO, Dunkin' Donuts và Nike mới đem lại phần lớn doanh thu cho anh chàng. Chưa kể tới, nhãn hiệu nước tăng lực Prime Hydration làm chung với KSI năm vừa rồi đạt được 10 triệu đô doanh thu bán hàng. Còn riêng đối với truyền thông, anh nhận 150.000 đô cho mỗi post quảng cáo trên Facebook và 80.000 đô cho Instagram. Còn riêng đối với việc sáng tạo nội dung, Logan đã bắt đầu chậm lại và cải thiện chất lượng cho các video trên kênh cá nhân của mình. Điển hình nhất là hành trình có được lá Pokemon card đắt đỏ nhất thế giới. Bên cạnh đó, anh bắt đầu sáng tạo kênh Impulsive và tập trung thực hiện một số podcast nhiều hơn, thảo luận và khai thác các vấn đề hài hước trong đại chúng. Kênh này đã thành công tương đối lớn khi có được 4,4 triệu sub sau 4 năm hoạt động. Tất cả đều chứng minh Logan Paul vẫn là một cái tên có tầm ảnh hưởng khá lớn trong đại chúng. Với tầm ảnh hưởng vốn có, Logan Paul quảng bá dự án game NFT là CryptoZoo. Trò chơi cho phép người chơi tham gia thu thập và phối giống các sản phẩm NFT của riêng mình để giao dịch và thu về tiền ảo để đổi lấy tiền Ethereum. Nhưng chỉ sau một năm phát hành, nhóm phát triển trò chơi quyết định hủy bỏ dự án, khiến 6 triệu đô bốc hơi vào hư không. Người quản lý dự án lấy đoạn mã nguồn và bỏ chạy về Thụy Sĩ. Fan của anh và những người đầu tư vào dự án vẫn nằm trong tay các Zoo Tokens, cảm thấy bị thất vọng vì bị phản bội, mất trắng lượng tiền đã đầu tư vào CryptoZoo. Còn về phần của Logan, anh chàng im bặt về dự án này. Ấy là cho tới khi YouTuber Corvizilla công bố một series video 3 phần dài gần 1 tiếng phỏng vấn những người liên quan, bao gồm các nạn nhân, các nhân viên tham gia vào dự án và quản lý của Logan Paul. Thậm chí, anh đã rất cố gắng để liên hệ với Logan, nhưng không được. Sau đó, anh công khai những bằng chứng tương đối thuyết phục về pha lừa đảo CryptoZoo của Logan trên YouTube, như việc các nhân viên của dự án không hề được trả lương, nhưng người tham gia chỉ nhận được bức ảnh của quả trứng, thậm chí không thể khiến nó trở thành một món hàng NFT. Trong đó, đáng kể nhất
là công bố về những đoạn tin nhắn của Logan với những người trong cuộc, cụ thể là nhóm phát triển và nhóm quản lý trò chơi, chứng minh sự liên quan của Logan trong dự án, chứ không chỉ dừng ở việc chỉ là một người đi quảng bá về trò chơi nữa. Những dòng tin nhắn này chỉ ra việc Logan cùng nhóm của anh đã có ý định thao túng thị trường ngay từ đầu nhằm trục lợi cho bản thân. Nhưng Logan có vẻ chưa từng có ý muốn lừa đảo của người tham gia. Anh chỉ muốn phát hành game để đẩy mạnh lượng NFT mua trước hiện có của mình. Logan Paul lên tiếng phản hồi trong một video mới được đăng tải gần đây trên kênh YouTube cá nhân. Anh sẽ khởi kiện Steven, tức là CoffeeZilla ra tòa vì tội phỉ báng, đồng thời chỉ trích tất cả những bằng chứng mà anh này thu thập được là một chiều và thiếu tính xác thực. Cũng trong video này, Logan thừa nhận rằng mình đã thuê những tên tội phạm để thực hiện dự án CryptoZoo mà không hề hay biết. Trong khi chỉ trích Steven rằng anh ta đã quá ngây thơ khi tin vào những thông tin được đưa ra bởi những kẻ phạm pháp trong dự án. Nhưng điều quan trọng nhất là cập nhật tình hình của CryptoZoo và trách nhiệm của Logan với các nạn nhân đều không được đề cập trong video phản hồi đó. Sau đó, Logan Paul đã xóa video phản hồi khỏi YouTube, lên tiếng xin lỗi cộng đồng về CryptoZoo. Tuy nhiên, cách khắc phục thiệt hại vẫn chưa được đưa ra một cách cụ thể. Sau tất cả những lùm xùm đã kể trên, vậy rốt cuộc Logan Paul là một người như thế nào? Có phải chỉ đơn thuần là hình ảnh mà anh vẫn đang thể hiện trước tất cả các nền tảng truyền thông hay không? Tới nay, không quá nhiều người được tiếp xúc với Logan Paul ngoài đời. Chẳng ai biết được tính cách thực sự của anh chàng này là như thế nào. Tất cả những gì chúng ta biết đều là những thứ được phơi bày công khai rộng rãi trên các nền tảng truyền thông. Và hình ảnh này hoàn toàn có thể được điều chỉnh để tạo nên một nhân cách ảo trên mạng. Rõ ràng là điều này đã tạo nên hiệu quả lớn, mang lại cho Logan Paul nguồn thu nhập khổng lồ cũng như danh tiếng để lôi kéo rất nhiều người vào dự án NFT có tên là CryptoZoo. Chúng ta chưa bàn luận rằng sự thất bại và pha lừa đảo của CryptoZoo có đến trực tiếp từ Logan Paul hay không, nhưng đây là hệ quả của tầm ảnh hưởng quá lớn mà không thể kiểm soát được nó. Đúng một ngày sau khi bài viết về Logan Paul được đăng tải lên Spider Room, chúng ta đã có một động thái rất tích cực từ phía chàng YouTuber này. Cụ thể, trong một video được chia sẻ trên Twitter, anh thông báo rằng đã gọi điện và xin lỗi trực tiếp CoffeeZilla, đồng thời tạm dừng công cuộc khởi tố thám tử Internet này. Một cuộc điều tra nội bộ đã được tiến hành để xác minh và truy cứu trách nhiệm thủ phạm thực sự. Ngoài ra, Logan Paul hứa rằng sẽ triển khai một chiến dịch hoàn tiền cho những người từng đầu tư vào CryptoZoo gồm 3 bước. Đầu tiên, anh và co-founder của CryptoZoo là Jeff Levin sẽ burn toàn bộ số token mà họ đang sở hữu và để tăng giá trị cho token cho cộng đồng đang nắm giữ nó. Thứ hai, Logan Paul sẽ quyên góp 1.000 Ethereum, tương ứng với khoảng 1,7 triệu USD tại thời điểm kịch bản này được hoàn thiện, để cho các nhà đầu tư chuyển đổi token và cuối cùng là hoàn thiện CryptoZoo. Tạm thời, đó là những thông tin mới nhất liên quan đến Logan Paul và CryptoZoo. Các bạn nhớ subscribe Spider Room để cập nhật biến động trong thời gian tới nha. Còn bây giờ, cảm ơn vì đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace!